Con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay, ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Và là chúng ta đã bước vào mùa vọng. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay, đây là mùa vọng Giáng sinh, là mùa mà chúng ta sẽ hướng tới ngày đại lễ Giáng sinh. Tất nhiên là người Công giáo thì chúng ta không giống như những người Do Thái, vẫn còn đang mong chờ Đấng Messiah đến. Bởi vì đối với chúng ta, Đấng Messiah đã đến rồi. Đó là ngôi hai đã nhập thể, đã sinh hạ để làm người và đã trải qua các biến cố Giáng sinh, rao giảng tin mừng, biến cố tử nạn, phục sinh và lên trời. Đấng Messiah đã đến để mở con đường dẫn đưa chúng ta đến sự sống đích thực, sự sống vĩnh cửu đời đời. Và điều mà chúng ta mong chờ đó là việc Đức Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa, đến lần thứ hai trong vinh quang, như những gì chúng ta tuyên xưng trong Kinh Thánh Cứng. Vâng, mùa vọng là mùa của sự mong chờ, của chờ đợi. Con thiết nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng sẽ có những mong chờ, có những chờ đợi, tùy vào từng hoàn cảnh mỗi người. Đó có thể là sự chờ đợi của một bệnh nhân đang nằm viện, đang chờ đợi rằng một ngày nào đó mình sẽ được khỏi bệnh, được điều trị khỏi để mà xuất viện, được về với gia đình, được trở về với công việc hàng ngày của mình. Hay là một người đang đi xin việc làm, đang mong chờ rằng mình sẽ có một công việc làm ổn định, thu nhập ổn định để mà có thể lo liệu cho bản thân và gia đình. Hay một cặp đôi đang yêu nhau, đang tìm hiểu nhau, cũng mong chờ một ngày nào đó để quyết định tiến đến hôn nhân và kết hôn với nhau. Hay là sự mong chờ người mẹ đang mang thai, đang mong chờ sinh ra đứa con yêu dấu của mình. Trong nhà tu thì các nữ tu mong chờ ngày khấn đầu rồi khấn chọn. Các thầy, các dòng tu cũng thế. Hoặc là các thầy chủng viện thì mong chờ một ngày nào đó sẽ được chịu chức phó tế linh mục. Vì vậy, không ai sống mà lại không mong chờ cả. Nếu người nào đó nói rằng tôi sống mà không mong chờ điều gì, thì hoặc là họ không thực sự đang sống, hoặc là họ sống mà không có ý nghĩa gì cả. Một đời sống vô nghĩa, vô vọng, chứ không phải là sống trong mùa vọng. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta để ý, đôi khi chúng ta cũng sống như thế. Sống mà không mong chờ trong một vài trường hợp. Chẳng hạn về điều mà con tạm gọi đó là sự gán nhãn. Khi chúng ta xét đoán người anh chị em của mình là chậm chạp, yếu kém, cầu thả, xấu xa, vân vân. Khi gán nhãn như thế, chúng ta không mong chờ người đó thay đổi hoặc là trở nên tốt hơn, tiến bộ hơn. Dường như chúng ta đang đóng khung người anh chị em của mình theo sự phán xét chủ quan của chúng ta. Nhưng rõ ràng, con người luôn có khả năng hoán cải, có khả năng thay đổi, có khả năng tiến bộ. Bởi vì chúng ta là những con người của Thiên Chúa, con người của hy vọng. Chúng ta được mời gọi để sẵn sàng mong chờ, mong đợi những thay đổi, hoán cải của người anh chị em mình. Chúng ta nghĩ về thân phận của con người chúng ta. Mặc dù con người chúng ta với rất nhiều yếu đuối và tội lỗi, nhưng Thiên Chúa luôn trao cho chúng ta cơ hội để làm lại từ đầu. Tại sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa mong chờ chúng ta. Thiên Chúa có niềm hy vọng vào con người chúng ta, có khả năng hoán cải, có khả năng tiến bộ, có khả năng thay đổi. Và như thế, đợi mong hay là mong chờ còn hàm ý về niềm hy vọng của chúng ta. Mong chờ không chỉ là sự chờ đợi đơn thuần hay là một cách nhàm chán, nhưng đây là một sự chờ đợi trong hy vọng. Và đây là điều trong bài tin mừng ngày hôm nay Đức Giêsu yêu cầu chúng ta và kể cả các môn đệ của Ngài, đó là phải thức tỉnh. Tức là không chỉ thức mà còn phải tỉnh nữa. Nếu chỉ chờ đợi đơn thuần thì chúng ta dễ bị cám dỗ để rơi vào cơn ngủ mê. Nhưng nếu sự chờ đợi đó trong hy vọng của niềm vui thì chúng ta luôn luôn tỉnh thức. Con còn nhớ trong lớp chịu chức linh mục của con, có một cha thức suốt đêm trước ngày chịu chức. Bởi vì sao vậy?
bởi vì cha quá đỗi vui mừng và hạnh phúc, bởi vì niềm vui quá lớn đối với cha được trở thành linh mục của Đức Kitô. Chính vì thế ngài không thể ngủ được, ngài thức suốt đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn tỉnh táo. Và như thế chúng ta thấy thức tỉnh không chỉ là yêu cầu của Đức Giêsu, nhưng bản thân thức tỉnh là một dấu hiệu của niềm vui và hy vọng. Cuộc sống mang đến cho chúng ta nhiều sự mong chờ, nhưng trong đó sự mong chờ cao cả nhất, quý giá nhất là sự mong chờ Thiên Chúa. Và đây cũng là lời mời gọi của mùa vọng. Và chắc chắn Thiên Chúa không muốn chúng ta mong chờ một cách vô vị hay trong sự chán nản, nhưng Ngài mong rằng chúng ta mong đợi Ngài trong niềm vui, niềm hy vọng và hạnh phúc. Mùa vọng là mùa của sự đợi mong, của mong chờ. Với những con người nói chung, kể cả anh chị em ngoài Công giáo, thì đây là mùa để chờ đợi những ngày lễ hội Giáng sinh với những sự kiện vui chơi giải trí trong những tụ điểm hội họp, những niềm vui rất là trần gian. Những điều này không phải là sai hay là xấu, nhưng chúng ta, những con người tin vào Đức Giêsu, thì nỗi niềm chờ đợi sẽ phải lớn lao hơn. Bởi vì đây không chỉ là lễ hội ở trần gian, nhưng là lễ hội trên trời, lễ hội của nước trời. Với niềm hy vọng vào ngày mà Thiên Chúa đến lần thứ hai với chúng ta, và sự chuẩn bị của chúng ta không phải là những thức ăn thật ngon hay là ăn mặc thật đẹp lộng lẫy, nhưng sự chuẩn bị quan trọng nhất và quý giá nhất đó là một trái tim tinh tuyền với tình yêu thương và một tâm hồn quảng đại, giàu lòng thương xót, để khi Chúa đến lần thứ hai, Ngài sẽ nhận ra đây là những con người yêu dấu của Ngài đang mang lấy hình ảnh của chính Thiên Chúa một cách thực sự. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra niềm vui khi làm việc thiện. Xin hướng dẫn chúng con hy vọng vào sự hoán cải của con người, để chúng con xứng đáng được gọi Chúa là cha trong ngày Chúa ngự đến lần thứ hai. Amen.